Hôm nay anh em tôi lại đi thả trâu thôi. Để chào mừng một ngày đặc biệt. Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Mà mày buộc trâu bên kia đấy chưa? Tao thấy sát dụng ngu như thắng kìa. Thế nó mới nhanh nó. Nhanh nó gì hôm qua đi làm một trận vụt. Cứ chưa thấy đấy. Anh bị vụt thì em bị vụt đâu. Mai nó còn phải đi bón phân là người ta. Mày. À, thế anh đổi, mày này. Anh đổi được tên rồi đấy. Tên gì? Anh Cường bón phân. Mà mày mang chó đi làm gì? Để nếu mà cái món này không ăn được thì còn chó cún người em ăn ý. Đậu phí. Ăn cho chó làng. Ăn cho chó làng ăn. Ăn cho chó làng ăn. Hôm nay món hơi bị ngon đấy. Tao còn đang tính là ăn có hết hay không. Tảng đây thì ui. Không ăn hết thì lại đến lượt con cún của em ăn. Rồi. Dạ. Hôm nay có món ra đặc biệt ạ. Đi thả trâu. Trong lúc thả trâu thì có món ngon. Đi kệ trâu rồi. Mình su đấy mà su. Tí nữa ăn thì chả thấy gọi su. Có chày cơ. Cháu con nữa. Đâu anh chị để mọc tóc kìa à? Vâng. Sao mà cái quần chật chật cho máu nó thông lên não ấy. Sắp thàn đi thàn rồi mà. Xít. Tao vừa phát hiện ra một điều. Tao vừa chạm tay vào thịt, chân vào thịt. Ê, bẩn. Ui, dài thế. Từ từ. Nào khiêng. Khiêng đi, khiêng đâu kia, sang bên kia. Lại còn phải nhảng qua nữa. Mày bị ngu mà mày không khiêng luôn. Bây giờ mày lại nhảng qua tiếp. Đặt cái dưới. Thôi 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 mày biến đi. Đấy. Tôi xoay gì? Tí tôi xoay. Than ra. Ấy, thằng kia. Quay vào, quay cho tao cái. Anh làm gì ấy? Quay thịt. Ui, ấy. Cây anh làm gì? Cây để quay. Thế anh nấu hay không làm gì? Để cho đẹp mắt. Đất được cứng quá. Thì những phương án khác. Ui, vàng quá, ui. Thấp bóng nhỉ? Không. Vàng thì nướng thì chả vàng. Rồi, tao kêu cái này rồi được. Tao có một cái kia. Ai xa, món này đẳng cấp các bạn. Nó xay xay đi Dũng ơi, xay đi. Xay á? Ừ. Rồi, ô văn kê. Nó vàng nhỉ. Ui, anh ấy chỗ này nó vàng nhỉ. Mình ngon đấy trưởng anh à. Bằng độ. Ngon. Ây da.
biết chín được không? Cây chuối nó bắt đầu khịu rồi. Anh xoay đi. Quên, đáng nhẽ là phải đóng cái cọc xiên của cây chuối xong rồi cả. Xoay cái gì? Cái mảng dưới này đã bằng đâu mà xoay. Ngon đấy chứ. Ngọt này em thử, vừa thử miếng ngọt lắm. Hay là anh em mình cho ra ăn ra trước xong rồi ăn thịt sau. Em thích ăn tầm này này. Khô quá không ngon đâu. Tí nữa, đã chín đâu này. Nhìn chỗ này đã chín đâu này. Ngon đấy chứ. Ui dồi ôi, toàn cánh tách. Ui, chạm ứng trước miếng da các bạn, đói quá. Ui, mời các bạn miếng da nhé, giòn. Cái chuối không chống được rồi. Ui, ui. Wow. Ăn không? Ăn, ngọt quá. Các bạn nhìn. Wow, giòn tan tách này. Quá tuyệt vời. Chín rồi anh ạ. Ui. Ui, thích. Hẳn thế nào? Cái đó, khiêng nó vào đi. Đói lắm đi. Cầm tử tế vào đấy đấy mà tập bảo ngon lắm không ngon nhỉ. Wow. Ui ngon đấy. Kém một từ vừa cắt được miếng nào, mời các bạn miếng này nhé. Ngọt thơm quá. Thấy chưa? Nó bảo mày rồi. Món này của anh là đẳng cấp. Ừ, vàng đấy. Ừ, vàng đấy. Ngon đấy. Anh cho nó một miếng. Ngươi chỉ được ăn rồi. Đây, cho mày miếng nhá. Ngoan đấy. Hả? Chấm, chấm. Chấm bên tay ta thì ta lại ăn. Ngươi như kiểu BBQ Hàn Quốc ấy nhỉ? Là gì nào? Là... Gì à? Là thế nào nhỉ? Là thịt nướng Hàn Quốc ấy. Vị hơn mà ngọt. Ngon mũi trường. Ê, cho em không thấy vị đấy nữa nhỉ? Giá ổi ấy, và thơm ấy trường rồi ấy. Vị bên trong ấy, nặng, tí nữa tôi cho, ra. Đây, cho mình miếng này. Đây, ăn đi. Chỗ nào nóng nhất ấy. Chỗ này cháy. Ây. Ây da. Đây. Bọc nhé. Ui. Không biết xẻ cái nào. Ui, da nó đâu thế. Ui, da rô. Ây da. Chỗ này cháy ngon lắm. Giòn giòn. Đoạn này hơi cháy nhưng ngon. Wow. Ăn gì? Ừ. Ngon vẫn cường. Nhớ các bạn nha. Đoạn này hơi cháy. Lật đoạn. Wow. Ngon, đoạn này ngon lắm. Làm sao thì tới được nhỉ? Xéo lắm rồi. À, anh cắt dây ra. Uống, tí nữa này, ăn tí nữa không? À. Vú vú. Nầm. Mấy các bạn nhìn tí nhé. Không phải ăn da ngon, tuyệt đỉnh luôn. Da này hơi cháy. Đẳng cấp.
Nhéo nè. Thơm mấy chưa? Ngon mấy chưa? Tâm hết cuộc đời. Ngọt quá. Ngon nè. Ừ, sống nè. Con sống. Em ăn ở ngoài này không nhìn sống. À, bây giờ anh bảo sống. Bây giờ lột hết da nó ra đi, xong rồi mình ăn da xong rồi đem lên nướng lại. Được đấy. Lột cái da này thì cho mỡ nó cháy, nó làm chín. Dầu nó lại sắp muốn về rồi kìa. Nó đang đầm, nó đang sướng rồi. Tí nữa anh em mình đầm à? Đầm nước ai đầm bùn. Ngọt nhỉ nhỉ. Sống nhỉ ngọt. À, nó đi để anh cắt bỏ hết da đi. Da ăn da không. Xong rồi. Kéo em còn nhìn cái này em mới hết rồi. Thơm á. Thịt vừa thơm vừa ngọt. Đã ủi ở phần trong mới thơm. Ngon lắm ủi. Cái chuối này không trụ được tí nữa. Anh đi nướng lại. Để rác lắm. Bê ra. Em bê được. Đốt, nhanh chín. Đốt nhưng mà cháy hết chứ. Cháy mỡ, đỏ mỡ xuống rồi. Chưa thì mày không thịt trâu đi làm nó rồi về thế à? Ừ. Anh nó về nấu ăn này. Không, đốt còn chín đi thôi. Chín ở trong ngấm lá ổi ngon. Xem là mày có chống được lại xuống đoạn thọc kỳ. Ui vàng. Đấy đó. Wow. Xem nào, mày có chịu chín không? 10 phút lại không chín, tao bế bằng con kiếp. Vào đây ấy, chuẩn bị chín rồi, sao bác lên ăn rồi. Ui, nướng này như kiểu là, đấy ấy, là lò hỏa thiêu ấy. Ui, mỡ nó chảy xuống như kiểu rán luôn. Anh quay lại đi. Hử? Quay lại á, tí nữa cho... Mỡ thành bì luôn rồi. Cho nó chảy hết mỡ đi, đỡ ngấy. Quay lại đi. Cho cháy hết mỡ. Quá. Quay, đây cho mày xong bên đầu đây. Không chín rồi mày. Nào, quay đi. Tất cả. Cháy. Ôi, chín ngon đấy, tí nữa cạo vào lớp mỡ đi lại ngon hơn đấy. Biết thế mình nướng từ đầu như thế này. Quê luôn. Wow. Đốt cho mày bằng chín đi thôi. Ui. Nút mày rồi. Không phải rút đi. Mỡ nó chảy xuống đi chứ. Ây. Ây. Hơi lò hạt tiêu. Ghê đó. Mày ở đâu đến đây? Chị sẽ gọi nó. Ăn thịt nữa không? Mày xuống chuẩn bị dắt cho buộc lên đây không nắng. Cho nó chuẩn bị cho nó về. Úi dồi, hết. Mày không đẩy tao ở đây à? Không chín này. Cái này nó không nói gì đâu. Đúng rồi. Ôi, đi, vào đây được 2 phút nữa. Nhanh, cứu hỏa. Cho mày sang đâu đây, cho... Không, em đâu này. Thôi, mày sang bên kia đi. Tí lại rồi. Nhanh. Ui. Cho đây. Ui. Đen chạy lùi đấy. Đen là đen đây nào. Ui. Phát này. Nó chín à. Ây. BBQ Hàn Quốc các bạn ạ. Này, chó em được nhờ rồi. Chó được nhờ. Ây, ui giời ơi, thấy đỏ chưa đâu. Mày thấy đẳng cấp chưa? Kinh không? Mày thấy chưa? Đẳng cấp nấu ăn của anh chưa? Biết thế từ lúc đầu lột da tao ăn trước. Mày hết là áo em. Biết cái gì? Ui giời.
Không chín với cậu à? Sao nó đỏ nhỉ? Đỏ cái gì mà đỏ? Ui da. Ui da. Tạo sạch đi đã rồi ăn. Thôi chán đây. Cái gì? Lớp này thôi. Lớp trong rồi này. Không chín là mày. À. Trắng bông. Đây, toàn thịt nạc luôn. Cái chó em đâu? Chả biết được. Tí sẽ tìm chó xong. Ngọt lắm. Đúng, ngay nhưng phong cách. Chuẩn. Mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Rồi mới được ăn ngon. Nó bỏng á. Thì anh nguội á. Này, trong đây nó có nguyên lấy nhỏ cho em. Anh ăn rồi. Đây, cho mình nữa nè. Đấy, tâm đi. Còn lá. Ôi. Ngon. Mời mời các bạn nhá. Ngon không? Ngon. Tuyệt vời các bạn. Nó mất cường. Lá lưu đủ. Ở đâu? Lá ổi nhỉ? Ổi. Tuyệt con nhà bà vợ. Rồi lấy ăn ăn trong này ngon hơn. Nè, tay á. Đấy. Chỗ này này. Đó, vợt nó lên bờ đi. Đấy, mày lại ngồi lên như nãy này. Bỏng. Bỏng đâu mà bỏng. Bỏng. Bẩn, vừa ngồi xong lại kêu bẩn. Cắn đi. Cắn tông nữa.